chào các bạn, hiện tại là Việt đang đi bộ trên đường Queen Street và sẽ ghé thăm một cái điểm rất là đặc trưng của thành phố Toronto, Canada. Đó là tòa thị chính mới của thành phố Canada và phía trước mặt nó có một cái chữ Toronto rất là lớn. Người ta gọi ở đây là Toronto Sign. Người thì Toronto là một trong những thành phố có cái mật độ dân số đông nhất ở khu vực Bắc Mỹ. Đây là bảng ký hiệu City Hall 100 Queen Street West. Toronto là một trong những thành phố mà rất là đa dạng về cái sắc tộc ạ. Ở đây thì có 50%, hơn 50% dân số là có, nếu mà tính theo màu da là người gốc da trắng. Còn lại là các cái màu da khác, rất là nhiều cái sắc dân đến tới những cái vùng khác nhau, ví dụ như là người đến từ khu vực Đông Á, đó là người Hoa, người Nhật, người Hàn chiếm khoảng 12%, người từ khu vực Đông Nam Á khoảng hơn 7%, người từ khu vực Nam Á khoảng 8%, người từ người gốc Phi đó, người da đen cũng chiếm khoảng hơn 7%. Đây là khu vực tòa thị chính. Tòa thị chính mới được xây dựng vào năm 1965 và hoàn thiện vào năm 1967. Và cho đến bây giờ là tòa thị chính chính thức của thành phố Toronto. Nhìn qua bên phía kia, phía đối diện, một tòa nhà rất là cổ kính được xây dựng bằng đá, có màu nâu đỏ. Đó là tòa thị chính cũ, được xây dựng từ năm 1889. Và từ năm 1899 đến năm 1966, đó là tòa thị chính của thành phố Toronto. Hiện tại là Việt đang đi phía sau lưng của chữ Toronto, Toronto Sign. Lát nữa mình sẽ quay qua bên khu vực phía trước đây là địa điểm check-in yêu thích của rất là nhiều du khách khi mình đến đây. Rất là đông các du khách. Hiện tại là đầu tháng 6 thì đây là vào giai đoạn mùa hè ở thành phố Toronto cũng như là Canada. Giai đoạn mà lý tưởng nhất mà để du lịch thành phố ở Toronto cũng như Canada đó là vào tầm khoảng tháng 4 đến giai đoạn tháng 10, đầu tháng 11. Tại vì lúc này thì thời tiết là tương đối dễ chịu, ấm áp. Đặc biệt là Canada là một đất nước là rất là nổi tiếng về lá phong. Mình thấy ngay kế bên chữ Toronto mà có thể thấy một cái lá phong biểu tượng của đất nước Canada. Đặc biệt là vào mùa thu tháng 9, tháng 10, rất là tuyệt vời khi mà những cái sắc màu của lá phong thay đổi rất là nhiều màu sắc, từ màu vàng, màu đỏ, màu tím. Thì khi mà đi trong trung tâm thành phố Canada hay dọc những con đường thì mình có thể thấy những con đường đầy màu sắc và những cái lá rơi rụng xuống những cái lối đi hay là những công viên, tạo một cảnh tượng rất rất là đẹp, rất rất là lãng mạn.